Sáng nay, Ban Văn hóa xã hội, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 10 đã có buổi làm việc với Sở Y tế về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ của ngành năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Theo báo cáo của Sở Y tế trong năm qua, tình hình Covid-19 diễn biến phức tạp, Sở Y tế với chức năng của mình đã tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống dịch thiết lập bố trí các điểm tiêm chủng, nhân lực y tế, bộ phận theo dõi, xử lý sau tiêm. Hiện tỷ lệ tiêm chủng đạt gần 99% người từ 18 tuổi tiêm mũi 1 và 65% tiêm mũi 2, triển khai bệnh viện giải chiến và trạm y tế lưu động để điều trị bệnh nhân COVID-19 và điều trị theo 3 tầng. Hệ thống y tế dự phòng ngày càng được củng cố và hoàn thiện từ tuyến thành phố đến quận huyện và xã phường, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Trong 10 tháng đầu năm, số lượt khám bệnh tuyến thành phố là hơn 659.000 lượt, tăng 25,85% so với cùng kỳ năm ngoái. Qua ngày báo cáo, các thành viên của Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân thành phố ghi nhận đánh giá cao Sở Y tế trong năm qua, đã có nhiều cố gắng trong công tác thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đặc biệt là vai trò tham mưu trong công tác phòng chống dịch của thành phố đề nghị sở y tế có đề xuất giải pháp với thành phố về quản lý giám sát người về thành phố nghiên cứu hoạt động trạm y tế lưu động có hiệu quả hơn cần có sự thống nhất về quy định về xét nghiệm với người từ vùng dịch về xử lý tiêm mũi hai tại các địa phương quản lý giá thuốc v v